xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chuyến đổi mẹ peo. Và ngày hôm nay thì mình tìm được cái map khám phá đại dương của bạn Hảo Z Lào. Có tận 9 người đề cử bạn ạ. Wow, nhìn trông xịn người ta. Ở đây một con bot gì ấy? Ôi, bot để đâu ra đây? Ôi, con bot này giống kiểu đừng bảo là bot thần biển sắp tới update à? Ảo, thế nào mình chơi xin tuần đại dương mình còn chưa thấy con bot này bao giờ, hay là có mình không biết ta? Cái này không biết bạn ấy mốt vào hay là trong game nó có thật nữa. Nhưng mà tôi chưa thấy ai đánh bot đại dương ở trong sinh tồn cả bạn ạ. À. Mình nghĩ đây chắc bạn ấy mốt vào thôi, chứ hiện tại ở trong sinh tồn đâu có bot đâu nhỉ? Lạ ta, hay là mình chưa gặp nhỉ? Cũng không biết nữa các bạn ạ. À. Ok. Thì map này có tận chữ đề cử này, đang ở tuyển chọn này. Cập nhật ngày 19 tháng 4 khá là mới chứ nhỉ? Đấy, của bạn đây là Hảo Z Lào. ID là 60824067 các bạn nhá. Rồi, à ha, hóa ra bạn này là cái bạn mà hôm trước mình có chơi cái map đánh bại ca mắt đỏ này. Ok ok, ngày hôm nay là trải nghiệm thử xem cái map khám phá đại dương này, xem nó có gì hay, nó có gì thú vị không các bạn ạ. Rồi thì trước khi bắt đầu video, các bạn đừng quên để lại một like, đừng quên chia sẻ video cho bạn bè, và đừng quên nhấn đăng ký cho đăng ký ủng hộ mẹp bé bận ha. Sau khi nghe hòn đảo này có rất nhiều điều thú vị, bạn và những người khác đã quyết định lên thuyền và đi tới đây. Ở đây bạn có thể đi bắt cá, đánh quái vật, tìm kho báu, đào khoáng sản, giúp đỡ những người ở trên các hòn đảo, vân vân. Những thứ mà bạn kiếm được có thể bán để lấy tiền xu, và tiền xu có thể mua được rất nhiều thứ. Ok ok ok. Rồi sao nữa? Mắt này không biết là có lưu tiến trình hay không. Ví dụ nhé, mình thử cất này đi à. Để coi xem nhá, mặc đồ này, mặc áo này. Thế ví dụ như mình thoát ra, bị vào lại thì nó có lưu tiến trình không? Cái này tôi tò mò. Đấy, để coi xem. Nếu mà lưu thì có thể làm cái series bạn ạ. Vì nó cũng khá là hay đấy bạn ơi, trông cũng được. Ồ. Oh. Ồ. Oh. Vậy là nó có lưu bạn ạ. Ồ. Oh. Thế thì có thể cân nhắc là một cái series nếu mà này hay. Hộp xu. Tôi cá đến 80% mình sẽ mở ra 20 xu bạn ạ. Cái số tôi ở đây là bạn ạ. Thấy không? 80% nó gọi là hơi nhẹ, nó phải tầm 90 mấy% mà nè. Cái kiểu gì các bạn mở nào không biết thì yên tâm là mèo béo auto mở ra cái thấp nhất nhá. Kể cả 50-50 thì tôi vẫn mở ra cái thấp nhất. Nó đảm bảo luôn mà nè. Thậm chí kể cả nha, các bạn cho 10 cái, chỉ có một cái thấp thôi, còn lại 9 cái cao, thì tôi vẫn mở ra cái thấp nhất. Yên tâm là như thế mà nè. Ngay xem nào, cái dương chiến đấu này. Ok, lấy hiệu ứng. Ủa, bấm vào nó không được hiệu ứng à? Ủa, tôi tưởng bấm vào đây sẽ được hiệu ứng may mắn thì mà. Mở xem quảng cáo trang bị. Ơ, mấy này mua bằng xu, tôi cũng chưa biết các bạn ạ. Bán cái này bằng này thì sao không bán? Tại sao không bán kẹp thêm xu nữa? Mình nhớ không nhầm là có thể có hai lựa chọn nữa. Mình nhớ không nhầm là cái gì? Ví dụ như là có thể mua bằng đậu này hoặc là mua bằng xu mà, đúng không nhỉ? Tại sao không cho cái đấy nhở? Mình nhớ có thể ba cái kệ đi. Nó chủ mắt thích thế thôi, biết sao giờ. Bảo cánh mới này chắc sẽ quảng cáo rồi. Ok, không thì có hướng dẫn gì nhỉ? Mặc xin đi rồi đã. Nhưng mà tôi thích mặc xin đi ơm. Từ chết là. Thôi đi, quên không chỉnh nhỏ tiếng lại bạn ạ. Đó, tiếng to quá. Như có nhạc không? Hay có mắc có nhạc à? Mình không đưa tay nghe. Bảo không, không phải nhạc bạn ơi. Âm thanh biển cái thứ thôi, không phải nhạc. Rồi, coi em nào. Tôi vẫn chưa biết chơi như nào. Ờ, không thấy có hướng dẫn gì nhỉ? Không có tờ hướng dẫn sử dụng trước khi chơi à? Mình chỉ thấy nó vào chơi thôi, không biết thế đâu, không biết gì đâu. Cứ vào chơi bạn ạ. Em nào. Bởi đây không có sách hướng dẫn hay hỏi chấm đây. Bởi cái này là giới thiệu mà. Là nhiệm vụ à? Thợ săn quá bật. À, cái này là mua đồ à? Cái này mua đồ bạn ạ. Ok, cái tích tiền mua đồ này. Nhà bảo, ôi không, rác thải nhựa khắp mọi nơi. Bạn có thể giúp mình nhà rác không? Không. Ờ, vẫn tôi đi đánh quái vật chứ tôi nhà rác đâu. Ờ, nhưng mà thôi thì nhà bảo không có tiền thôi, mình nhà tạm vậy biết sao rồi. Ô, được xu bạn ạ. Nhà 10 rác bạn ạ. Ok, nhưng mà tôi tưởng tôi đi khám phá đại dương, đi đánh quái vật các thứ chứ. Rất tự nhiên là tôi đi nhặt rác này. Thôi thì biết sao giờ. Nhiệm vụ bỏ mình nhặt thì mình nhặt thôi. Mà ông nào vứt rác ở đây? Ông nào vứt rác ở đây thì ra mẹ chứ. Bắt người ngoài nhặt các bạn ạ, cay thế hả? Ông nào xả rác bừa bãi. Ồ, các bạn ơi, nhận được tiếp đấy. Ồ. Mặc dù mình có ba cái chai mà ở đây chỉ ghi là
có một cái chai banana ảo ấy nhở. Ờ, nhặt thừa bà... lỡ chẳng may nhặt thừa là nó sẽ không tính, banana không tính đâu. Game này thực tế thế, người ta nhặt nhiều hơn so với dự kiến là không thưởng thêm thì thôi. Bà đã cay thế nhở. Đó, ok ok. Đây, mình có thêm một chút xu bà đã. Để mình có tổng cộng là 45 xu này, thêm 25 xu nữa. Đủ rồi, đó, hai dư hai cái. Này, cho bạn đấy, đó. Tặng, không thèm. Bà xem làm nhiệm vụ gì đó. Rồi làm gì nữa. Rồi, ô. Ở đây có thuyền trưởng. À, chào thuyền trưởng. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã tới hòn đảo trong lời đồn. Đâu, đảo nào? Hòn đảo này đẹp hơn ta tưởng tượng. Hãy đi làm quen với những người ở trên đảo Nam. Ơ, bố thế thôi à? Lên thuyền được không? Ủa rồi, trên thuyền này có gì không? Ô, hô, 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 hô. Ôi cá với các bạn lại đến tầm khoảng 80% mình xem hở ra xu. Chứ không bao giờ mình mở ra mấy cái đồ ở đâu. Đến 80% mình sẽ mở ra xu bạn. Thấy không? Thấy không? Có bao nhiêu đồ như thế tôi không mở ra một cái đồ nào. Đúng ra tôi bảo đến 90% mình sẽ mở ra xu bạn ạ. Cái này không biết là chủ map lập trình như thế hay là do mình đen nữa. Không biết là chủ map cố tình chỉnh cái xác suất mở ra cái mấy kia thấp hơn. Hay là do tôi mở đen. Cái này thì mình không biết bạn ạ, tôi chịu. Ờ, nhưng mà tôi thật là tôi đen là có cơ sở cả. Ô cá mập đấy. Kệ cá mập ở đây, cá mập kệ mập. Mình có dư bạn ạ, mình có dư kho báu rồi. Ê, này. Ô lễ hái à? À cũng được, lần này hết đen mà. Chẳng nghe quá ta ba bận mà. Đen hai lần thì lần thứ ba phải hên chứ đúng không. Ôi trong lần ba đen lần nữa cái này. Ồ mua giáp à, từ nữa. Chưa cần thêm bạn ạ. Ơ không lấy được à? Trời ơi, tưởng thế nào chứ. Nào, mình đi khám phá đại dương gì. Map thì tên là khám phá đại dương, mà nãy giờ mình toàn ở trên đảo bạn ạ. Mình có được khám đại dương gì đâu. Không có được khám phá đại dương lại gì đâu nhở. Nãy giờ toàn trên đảo chứ có xuống đại dương đâu, có lặn biển gì đâu. Mà chưa thấy cái nhiệm vụ gì bạn ạ vậy. Đổi gỗ, đổi gì hết, đổi cái quả có gì mà nó không biết á. Rồi Phước Thịnh, cháu của một quân lão. Chảnh không thèm tiếc chuyện mình hôm nay. Đúng là cháu của quân lão, đúng là con ông cháu cha khác. Chảnh không thèm tiếc chuyện mình luôn này. Mình bấm chuột phải vào không thèm nói chuyện với mình luôn mà. Nó chắc là thấy mình nghèo, đồ không có gì, không tiếp chuyện đúng không? Ghê, đúng là người có điều kiện nó khác mà. Ôi giời ơi, bổ bùng mê răng cái quái gì. Vừa cho thì mình lấy biết sao giờ. Bây giờ đi tìm kho báu à? Vì em không có gì cả. Bắp này không khóa thời gian nhá, lát nữa trời tối. Mình thấy có một cái dương kho báu bạn ơi. Tôi thấy một cái dương kho báu. Từ từ nha. Mình thấy có mấy con cá hồn ma trông vẻ mờ ám mà lại làm gì. Đích làm gì. Ủa? Ê! Thôi! Bình tĩnh nào. Ui dồi ôi. Này, người có điều kiện nó khác nha. Ok chưa? Tưởng sẽ bất nạt người ta à? Có sao tức dùng xu lù hồi sinh luôn, sợ cái gì. Ôi trời ơi. Mà khám phá đại dương là như nào? Rồi là khám phá dữ chưa? Này mình khám phá đảo chứ khám phá đại dương gì? Quặng kim cương cái này rõ ràng là vàng đen mà. Quặng kim cương đổi tên lâu rồi bạn ơi. Bà cho quặng không cho bằng cái lò nung, không cho gì nung thì ở đây mình như này có nung này. Tham thì không có nguyên liệu thì không có, bị nung cái rể. Ở đào không ta? Không đào, map này không cho mình đào thì trôi quốc gì nhỉ? Mình đã thắc mắc là map này bộ có nên xuống không nhỉ? Mình có nên xuống không? Câu hỏi đặt ra bây giờ là mình có nên xuống hay không? Chưa biết được. Từ từ đã.
mình đi nãy giờ mình đi một vòng rồi đấy, không biết trên này có gì không này, từ từ để khám phá xem trên này có gì không này. Bắc quân cho em nào, biết đâu trên này có cái gì thì sao nhỉ, khám phá xem nào. Chẳng gì vậy, không lên được à? Không lên được, là không lên được. Ok, hướng này lên được này. Không lên với mình, có cách để lên được. Biết đâu trên đỉnh núi này có dấu siêu kho báu hay sao? Nờ. Tới trên này chẳng có gì à? Bịp thế nhờ. Chả có gì mà. Ôi giời ơi, tưởng thế nào. Ôi. Ở dưới này có vẻ là có nhiều kho báu bạn ơi, được của nó nha. Ôi, lại quặng kim cương, mấy tí chế được cái gì nữa ấy. Ôi, cái đồ, cái nguyên liệu để nung thì không có. Cho nhiều quặng làm cái gì không biết. Bùm mê răng ơi. Và bấm vẩn, hay nhở. Cam với chạm bập, nguy hiểm đấy. Thôi, kệ cái dương kia đi. Tự nhiên mất oan một cái boomerang mà ném xuống biển nó không quay lại nữa mà. Trời ơi. Ok, ok. Nào, đồ ăn chả cầm. Cái nhà này, nhà này mình chưa đi này. Nhà mới. Chả có đồ đạc gì bọn ạ. Ui thế nhở. Có kho báu rồi chứ. Chả có gì bọn ơi. Cái nào nhở. Ok mình nó có cái quặng kim cương này. Nhưng mà nó không có gì để nung bọn ạ. Ảo thật đấy. Để coi xem nào. Ngủ đã. Tốt nhất là mình nên ngủ cho trời sáng bạn ạ. Ok ok ok. Mình không biết là cái chỗ cái hố này. Từ từ. Lúc nãy gần đây một cái hố. Có dưa ngon. Tự nhiên được cái dưa bạn ạ. Ôi. Được quần nhờ. Được cái quần bạn ạ. Được cái quần vàng đen này. Hợp lý. Cúp có không biết là đi khám phá ở chỗ nào thế này. Thợ săn kho báu à? Biết rồi, nãy giờ tìm được nhiều lắm, biết rồi. Nghe bán được này. Bên kia. Tức là xung quanh còn nhiều đảo khác bên này. Thì ra là thế. Bố sao lắm cái quặng là thế. Xung quanh vẫn còn nhiều cái đảo nó khác bên này. Trên đường có hải đăng này. Mình cứ đi khám phá hết một vòng thế nào. Trên đường có ngọn hải đăng, người canh giữ ngọn hải đăng. Thật không may ngọn hải đăng này đã bị hỏng. Bạn có thể giúp tôi tìm 15 đá anh dương để sửa không? Rồi tìm ở đâu? Từ từ nha. Để tôi vào xem trong này có gì lút được không đã. Phụ ma. Biết đâu trên này có cái kho báu thì sao nhở. Mình cứ lên trên nào. Biết đâu bất ngờ có kho báu gì đấy thì sao. Chả có gì à? Đấy đâu? 60 xu à? Cũng được rồi ạ. Không có gì à? Hết rồi à? Hết rồi, chả có gì. Cái bạn ơi, nó bảo mình kêu đi kiếm cái gì nhỉ? Bởi cái này hình như đem về bán, bạn lại đem về đổi đồ đấy. Ok, bởi bạn ơi, bây giờ đi kiếm thế nào? Bởi nên đi kiếm mấy cái bản đồ đấy. Là sao? Chỉ đường gì? Đóng thuyền à? Bây giờ còn đóng thuyền bạn ạ. Ôi, cần đóng thuyền. Ôi. Mình thấy có bốt, có bốt kìa. Wow, nhìn căng nha, căng nha, căng nha. Có bốt bạn ơi. Cho có vẻ. Ê. Cái gì mà men.
gì men bên gì bên men men đậu bên men men đậu men men đậu về bên trời ơi. Đảo a à, hóa ra bên này là cái đảo khoáng sản à, bên này là cái chỗ đi bay này, đảo khoáng sản này à, ok ok thì ra là thế à, mình có thể đào cái này mà đào đồng chỗ này nhưng mà bà à đây đào bởi cái này đây 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 đào bởi cái này về nung bạn ơi, hiểu 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 vấn đề à. Ok ơi khoan, tại sao nó đào cả cái quặng thạch mà ủa nó phải rơi cục than chứ, nó đào nguyên cả cái quặng than là như nào, ảo vậy ơ ủa sao nó lại đào nguyên một cái khó hiểu nào. Bắp này hơi bị khó hiểu bạn ạ. Ok biết sao giờ, chủ bắp thích vậy thì thôi chịu ó, chủ bắp làm là nhất mà chịu. Bên này có bốt này, tớ bốt này nhìn nguy hiểm quá nhở, trông nguy hiểm đấy. Gấu lún đâu à, chưa có nhiệm vụ. Ok 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 ni 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 gọi gì ấy? Gọi gì nhặt vỏ sò à, chết mưa, bây giờ mình nhặt mất nên nhặt thêm thừa ba cái này cay thế nhở. Bà có hố này ơ à? Rồi mình xong luôn, một cái hố cháu gì bạn ạ, tự nhiên mình rớt xuống dưới rồi xong luôn. Ơ thế nhớ chẳng may mà rớt xuống dưới mà lại không có gì bật lên thì sao giờ. Ờ thì ví dụ như là có người là không biết bám tường thì sao nhở, vì sao quá. Ờ chưa hiểu bạn ơi, mắc phải lạ lắm. Ok rồi thì buổi tập này chủ yếu mình đi khám phá sơ qua cái đảo nào, tôi đi khám phá sơ qua cho bạn cái đảo đó. Thì cái đảo này mình nhìn chung là có nhiều thứ để khám phá. Bạn này mình sẽ mua một cái thuyền đấy, đây để tôi cho bạn con mình sửa mặt mũi của bốt này đấy. Bốt này không biết là sau này là Minua có định cập nhật trong sinh tồn thật hay không, hay là chỉ có bốt này thôi mình cũng không biết thôi. Đấy để cho tôi, ôi bên này có cái đảo gì nữa này, nhìn trông cũng phải ngầu thế nào. Ôi bạn ơi, ở dưới này mình có ôi nhiều quái nha, căng nha. Dưới này có kho báu nè, đảo a à, đảo tên là đảo quái vật bạn ạ. Ồ có kho báu này đấy, để cho mình xin cái nào, xin cái kiểu ai bạn ơi. Ôi bạn ơi, ê đánh xa ra nhá, này bạn này không chơi mà đó, con bố là nhìn khá là ngớ bạn, để mình xin kiểu ảnh á, thợ săn quái vật các thứ gì đây. Ok đó, có bố nhìn trông khá là ngầu bạn ạ. Rồi thì tôi nghĩ chắc là mình nghĩ là video xin phép được kết thúc ở đây bạn ạ. Có bố nhìn khá là ngầu luôn đó. Bốt đại dương nó không biết là sau này là Binu World có định cập nhật cái con này vào không ạ. Ok video xin phép được kết thúc thôi, các bạn có cái drop gì muốn mình bé đào dùm nữa thì hãy để lại bình luận phía dưới nha. Cái map này thì có thể chia thành nhiều tập chơi khá là ok bạn ạ. Rồi thì xin chào và hẹn gặp lại.